ta cần có những thước đo tốt hơn, cần sự chọn lựa tốt hơn nữa. Chi tiết một chút xíu nữa. Anh cảm ơn Huy. Vậy thì ví dụ ngay cả khi chúng ta mở ra như thế này, trước đây anh chị biết tôi rất tôi ấm ỉ cái vấn đề này cả hơn 10 năm, từ 2007 đi tìm mãi không bao giờ hết. Đối với những trường hợp như thế này, làm sao chúng ta biết chúng ta chỉ nên cắt bú hay chúng ta cắt hẳn một phần gan phải? Chuyện gì xảy ra? Có thể sau đó bệnh nhân phục hồi được thời gian ngắn, hoặc là bệnh nhân bị suy gan xong rồi nhân đi, hoặc là ví dụ như trường hợp thế này, một cái cục tương đối nhỏ thôi, một vùng ở cái gan sơ như thế này, chúng ta mổ không? Chúng ta có thể mổ. Vấn đề chúng ta là mổ cắt bao nhiêu gan. Chắc chắn cái này nếu cắt gan phải triệt để hơn nhiều, nhưng nếu cái này tôi sợ suy gan, tôi cắt phân thủy, lấy phân thủy trước thôi, đủ rồi. Còn nếu tôi sợ hơn nữa, tôi chỉ cắt xung quanh cái ô đó 1 cm, cắt gan không điển hình. Vậy thì cắt như vậy chúng ta chọn cách nào, có cái cơ sở nào đó để chúng ta chọn lựa không? Đó là vấn đề đặt ra của mình. Đó chính là lý do mà tôi nói vào hôm nay là chọn lựa bệnh nhân cho chỉ định phẫu thuật cắt gan. Thì theo tôi nghĩ, ý kiến cá nhân của tôi, thế nào để cắt gan an toàn, ai chúng ta cũng muốn vậy. Điều chúng ta sợ nhất mà khi chúng ta, bệnh nhân đôi khi không hiểu được chúng ta sợ biến chứng, cũng không kém gì bệnh nhân sợ bị biến chứng, nhất là trong thời buổi hiện nay. Thế thì làm thế nào để cắt gan an toàn? Thứ nhất, tôi nghĩ phải chọn lựa bệnh nhân phù hợp. Nhưng mà chọn lựa không chưa đủ anh chị ạ. Cắt gan là mổ lớn, chúng ta chọn lựa tốt rồi, nhưng trong mổ chúng ta làm chảy máu nhiều quá, chúng ta để nhu mô gan còn lại thiếu oxy nhiều quá cũng không xong. Rồi chúng ta mổ tốt rồi, trong mổ cực kỳ êm không chảy máu rồi, nhưng tới sau mổ bệnh nhân bị viêm phổi, viêm phổi điều trị kháng sinh suy đa cơ quan cũng xong. Thành ra phải ba tiêu chí này hợp lại thì chúng ta mới có được cái cắt gan an toàn. Thế thì chọn lựa bệnh nhân thế nào là phù hợp? Giống như bạn Huy này, trước tiên phải đúng chỉ định. Chúng ta không thể nào mổ cắt gan trong cái ca u đa ổ được, không. Chúng ta phải đúng chỉ định theo các guideline của thế giới. Rồi bước thứ hai chúng ta mới tiếp theo là đánh giá cái gan nó khỏe hay không, để biết được rằng có thể chịu được ca mổ không. Bằng ai chúng ta cũng biết rằng chức năng gan và tức áp tăng áp lực tới cửa. Nhưng mà sau khi chức năng gan có thể mổ được rồi đó, anh chị sẽ thấy có nhiều mổ được rồi đó, nhưng mà mổ cắt bao nhiêu thì vừa, đó là mức độ thứ ba. Thì chúng ta phải giải quyết tương tự ba vấn đề này thì chúng ta sẽ có được một cái yếu tố là duy nhất là chọn lựa bệnh nhân phù hợp để có được một cái cắt gan an toàn. Thế và anh có muốn là hầu như chúng ta đa số khoảng 90% ung thư gan là trên lịch sử gan, và đó là những chuyện mà chúng ta cần phải đối mặt bên cạnh vấn đề của ngoại khoa. Thế thì chính vì vậy mà khi chọn lựa bệnh nhân phẫu thuật cắt gan, chúng ta phải quan tâm ba yếu tố. Nhất, bệnh nhân có đủ khỏe không, tình trạng thể chất như thế nào, được đánh giá về chỉ số ECOG, dựa vào chức năng gan như thế nào, vừa là tình trạng ung thư. Tình trạng ung thư này thì lại có rất nhiều phần trùng đó, kích thước, vị trí, bao nhiêu ổ và có ăn vào mạch máu hay chưa. Tất cả những yếu tố đó gom lại chỉ diễn dạng trong bốn chữ là tình trạng ung thư, gồm có tất cả những yếu tố trên. Thì thế thì tôi sẽ lót một chút xíu, tất cả chúng ta phải dựa vào guideline. Như vậy thì tôi tất cả những chuyện này anh Huy đã nói hết rồi, thì tôi xong qua. Vấn đề còn lại tiếp theo của mình là thông qua cái phần chỉ định, coi như bệnh nhân này có chỉ định cắt gan, vấn đề là chức năng gan như thế nào. Thì mình chỉ biết là gan là một cái tạng đặt trong cơ thể và đảm nhiệm cực kỳ nhiều chức năng gan. Chức năng cho những cái tạng đó, tôi nghĩ đó là chính vì mà khi mình chỉ cắt gan thì thấy bệnh nhân khỏe được một cách khác thường bởi vì nhiều yếu tố trong đó. Thế thì từ năm 2006 hay là năm 2006 lúc tôi còn ở nội trú, thế thì chúng ta đánh giá chức năng gan chỉ có bao nhiêu hai cái dòng trên này. Thứ nhất là yếu tố tổng hợp, chúng ta hay thử albumin trong máu, chúng ta thử TP, tosalbumin hoặc là INA để đánh giá những cái gan có khả năng tổng hợp ra các chất trong máu hoặc là ngoại sinh. Và chúng ta chính vậy mà trong xét nghiệm chúng ta sẽ định lượng albumin trong máu, thử lại cái tosalbumin này. Bên cạnh đó, chức năng chuyển hóa của gan chúng ta sẽ thử bilirubin để xem khả năng chuyển hóa từ toàn gián tiếp sang trực tiếp như thế nào. Chúng ta chỉ có nhiều đó. Và chúng ta hiện giờ chúng ta nói luôn là chúng ta có thêm một chức năng nữa, đó là chức năng thanh lọc. Chức năng thanh lọc này thì chúng ta biết là ICG, tại sao người ta lựa ICG, bởi vì chỉ trong cơ thể chúng ta chỉ có gan lọc ICG. Thành ra khi chích cho trong máu, chúng ta đợi hồi xem nó giảm xuống, như thế biết được cái gan mình khỏe từ cỡ nào. Thì gần đây thì chúng tôi bắt đầu làm ICG cũng ấp ủ cũng hơn 10 năm. Và bây giờ thì có anh chị, nhưng mà phải xin qua ta từng đợt một.
Và ở đây rất nhiều bệnh viện, thật sự tôi vẫn mong được lúc tất cả bệnh viện chúng ta cùng ký một cái đơn kiến nghị là xin được nhập và sử dụng thường quy cái này. Nhưng mà thật sự FDA chấp nhận rồi, thường quy này đó, FDA đã chấp nhận. Và tất cả các nước khác từ của châu Á tiên tiến, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật, Hàn, tất cả những đó đều sử dụng ICU cả đây 3-40 năm về trước. Thế thì chúng ta cần phải làm chuyện đó. Và thực sự có ICU như thế nào? Họ sẽ cho biết được, đánh giá được cái chức năng của gan. Sau đó dựa vào cái chức gan này nó tốt như thế nào, nó sẽ có các bạn hỏi là mức độ cắt gan chúng ta được bao nhiêu. Như thế đã trả lời được những cái câu hỏi ngay từ đầu con đọc. Hoặc là một cách khác nữa, trên cái biểu đồ như thế này, chúng ta kết hợp ICU và thận gan thì chúng ta sẽ biết được là dựa vào cái độ thanh lọc ICU như thế, chúng ta sẽ được cắt bao nhiêu cm khối như một gan. Chúng ta có thể xác định như thế. Như vậy, chúng ta có những thước đo, chúng ta có thể sử dụng thước đo đó để xử lý cho bệnh nhân cách phù hợp nhất. Ngay cả ở bệnh viện ASEAN, chắc là ở đây ai cũng nghe tiếng về ASEAN, thì giáo sư Lee và giáo sư Sung là hai cái người lớn nhất cái đó. Cái bài này cũ rồi nhưng tôi vẫn muốn nói ra từ 2005. Thì tại thì nó họ thấy rằng câu kết luận cuối cùng, người ta thấy rằng ICG 15 cộng với là CT scan để đánh giá thận gan là cái hữu ích nhất để đánh giá chức năng gan. Như thế, tức là những cái khái niệm cho làm gì? Một là thể tích gan và ICG là hai cách giúp là tương đối an toàn để lựa chọn nhân trước mổ. Thế thì hồi nãy tôi nói về xét nghiệm máu, tôi nói về chức năng tổng hợp, chuyển hóa và thanh lọc. Bây giờ một cái chức đó là chức năng tế bào gan, còn chuyện thứ hai của đánh giá sơ gan đó là tình trạng áp lực tương ứng cửa. Làm sao chúng ta đánh giá cái này? Thì chúng ta có thể đo trực tiếp. Ở đây những bác sĩ can thiệp động mạch như bác sĩ Việt, một số anh em ở đây thì có thể đặt những catheter vô thẳng tĩnh mạch cảnh để xuống tĩnh mạch gan bích để đo được áp lực tương ứng cửa. Có thể đi xuyên qua da vô gan để đo được tương ứng cửa, hoặc là đi từ mạch máu hồi mạch tràng lên. Nhưng đó là những cách xâm hại, chúng ta không thể luôn luôn thực hiện cái đó được. Chúng ta sẽ bắt buộc đánh gián tiếp. Thế thì đánh giá gián tiếp chúng ta dựa theo những gì? Chúng ta sẽ có thể đánh giá dựa vào kích thước lớp, chúng ta có thể dựa vào số lượng tế bào trong máu, chúng ta có thể dựa vào độ giãn tĩnh mạch thực quản. Và ba cái yếu tố này hiện nay trở thành thường quy trước đánh một bệnh nhân bị ung thư gan nào hoặc sơ gan nào để chúng ta có thể đánh giá được có sơ gan nặng hay chưa. Thế thì sau khi đánh giá chức năng gan xong bằng chức năng tế bào gan và tình trạng tác lực nữa, tiếp theo nữa là chúng ta cắt gan thế nào là vừa phải. Bởi vì chúng ta luôn hiểu rằng như nãy tôi nói, cắt gan càng động thì càng triệt để cho ung thư, nhưng mà càng nguy hiểm cho bệnh nhân sau mổ. Chính là chúng ta phẫu thuật viên, chúng ta phải đi cân nhắc làm sao cho giữa hai cái hướng đó cho nó hài hòa vừa phải, và luôn đó là sự, đó là sự đòi hỏi của bệnh nhân đó chúng ta. Thế thì mấy chị biết ở gan bình thường chúng ta chỉ cần để lại 25-30%, ở gan sơ chúng ta phải để lại 40%, thậm chí là khi 50%, và thông thường con số 40 là được nhiều đại chất nhảy. Thì ngay cả tôi nói chuyện bệnh nhân hóa trị, bệnh nhân thoái hóa mỡ cũng là cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm tới trong cái bối cảnh hiện nay. Thế thì làm sao cái phong nó không tốt lắm, thế thì làm sao biết được thể tích gan bảo tồn là không tính được thể tích gan chuẩn. Cái thể tích gan chuẩn này giống như tôi nói hôm nay là thể tích ung gan ông trợ ông sinh ra tỷ lệ như thế, với chiều cao cân nặng của bệnh nhân chúng ta có thể tính được thể tích gan chuẩn của bệnh nhân đó là bao nhiêu. Chúng ta có thể sau đó chúng ta dựa vào CT scan chúng ta sẽ tính được cái phần gan thực tế của bệnh nhân đó dự kiến để lại sau ca mổ, các ca phải, các ca lớn chúng ta. Thì nếu cái tỷ lệ thể tích của phần gan thực tiễn này chia cho thể tích gan chuẩn mà trên 40%, ok chúng ta cắt gan, các ca lớn. Thì đó là những cái thước đo mà hiện giờ chúng ta đang xài để sử dụng để cân nhắc chỉ định mức độ cắt gan cho bệnh nhân. Thế thì giả sử không đủ, thế thì sao? À, vẫn còn những giải pháp để tăng khả năng triệt để cho bệnh nhân. Chúng ta có thể, chúng ta giống như cái cây vậy, khi chúng ta cắt nhánh bên đây thì lập tức cái nhánh kia sẽ phát triển vươn lên để bù đắp lại. Và gan cũng vậy, khi chúng ta dự kiến các gan phải để điều trị một khối u, chẳng nghĩa anh đến rất là chỗ mà em đang muốn cần nhánh anh đến chơi chút xíu thôi. À, trong trường hợp này chúng ta muốn cắt gan phải lớn quá, bệnh nhân có thể bị suy gan sau mổ vì gan trái nhỏ quá, chúng ta khoan làm vội. Ở đây chúng tôi sẽ làm tay trước để khống chế cái búa trước, sau đó 2 tuần sau sẽ làm thuyên tắc tĩnh mạch cửa bên phải, cắt cái nhánh cửa bên phải lại, sau đó 2 tuần nữa cái phần gan bên trái sẽ lớn lên. Và như vậy cái kỹ thuật này thực sự rất an toàn, nhẹ nhàng, có thể làm dưới can thiệp động mạch. Và như chị thấy sau 2 tuần từ một cái phần gan nhỏ tới phi gan nó trở lên lớn như thế này. Và như vậy thì chúng ta quay trở lại để cắt hẳn phần gan phải
đạt được cái hiệu quả điều trị triệt để cho bệnh nhân. Thế thì đã hết chưa? Đã hết cách chưa? Vẫn có một cách nữa mà tôi muốn khoe danh nghĩa, một cách tụi tôi bắt đầu làm. Ai cũng biết, không, tức là cũng có nhiều người chưa biết. Mà chiều nãy chỉ mới là tách tính mạch cửa thôi, nhưng đôi khi gan cũng không lớn đủ. Liệu có một cách nào khác hay không? Thì khuynh hướng bây giờ những cái nghiên cứu mới nhất và đang bàn cãi nhiều nhất trong cái hội nghị gan mật tụy thế giới vừa qua, thụy sĩ, đó là ASH. Thì bên cạnh việc thắt tính mạch cửa, chúng ta sẽ cắt luôn nhu mô gan, tách đôi phần gan phải gan trái để giảm bớt tuần hoàn bằng hệ và kích thích gan trái lớn nhiều hơn nữa. Anh chị thấy đây là một cái hình ảnh chúng tôi thực hiện phẫu thuật nội soi để thực hiện cái phẫu thuật ASH này. Và sau khoảng đúng một tuần, cái phần gan trái nở lớn lên và về chúng ta quay về lại cũng bằng phẫu thuật nội soi, chúng ta sẽ bỏ phần gan phải, mang dưỡng khối u ra ngoài. Thì đó là những cái cách để chúng ta tăng phần gan dự trữ lành tính không khối u bên trong để tăng khả năng điều trị triệt để cho bệnh nhân. Tóm lại, hiện nay thì tụi tôi đang sử dụng những tiêu chuẩn sau đây để chọn lựa bệnh nhân cho cái ca phẫu thuật dự kiến có thể thực hiện. Thứ nhất là bệnh nhân phải chưa có dịch xa, tính đến cửa chính chưa bị quấn khối. Nếu chính phải của bệnh nhân trái còn thì chúng ta vẫn có thể các hàng phải của bệnh trái mở rộng. CWA tiểu cầu không phải trên 100.000. Tất nhiên nếu khoảng 80-90.000 thì dùng cho những trường hợp cắt trong giới hạn, nhưng mà không đưa ra khuyến kháo chung như thế. BWN phải trong giới hạn bình thường. Tính mạch thực quản phải chưa giãn, chỉ giãn độ 1. Và khi chúng ta quyết định cắt lớn, mà cụ thể là khi cắt gan phải, thì thể tích gan phải được tính và với điều kiện phải lớn hơn từ 30-40% hoặc 50% tùy vào mức độ sơ gan. Nếu trong những trường hợp thể tích gan không đủ, chúng ta sẽ thực hiện tiếp hai chuyện, đó là tắt tính mạch cửa phải làm thủy đại gan trái hoặc là cắt gan hai thì. Thì đó, nếu bệnh nhân thỏa mãn được hết tất những chuyện này, ok, bệnh nhân chúng tôi sẽ đồng ý đi mổ. Và như nãy tôi nói, chọn lựa bệnh nhân trước mổ chỉ là một yếu tố, chúng ta cần phải mổ an toàn và ít biến chứng sau mổ. Dạ, thì đây là slide cuối, cũng là cái slide tổng hợp để chia sẻ với chị. Dạ, rất mong mọi người có